Oh, team bạn, ui, tôi thề với anh em luôn. Hở ra carry là pick carry anh em ạ. Sơ hở là pick carry. Team mỡ có vẻ hơi sợ anh em ạ. Nhưng mà để tôi chat anh em ơi. No scare carry, không phải sợ carry. À, để chat như nào nhỉ? Carry will ghi như thế nào cho team bạn nó hiểu rằng là mình tự tin mình chơi được carry nhỉ? À, carry useless, carry vô dụng. Đấy, trust me, hãy tin tôi. Không vì gì phải xoắn. Cái con carry á, don't feed early là auto win. Đấy, chat rất tự tin anh em ạ. Bây giờ thì cầm Leslie vào đối đầu với carry thôi. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Có lẽ là cái meta mùa 26-27 chúng ta đang chứng kiến được rất nhiều những cái chất tướng có khả năng gây sát thương chuẩn lên ngôi. Đặc biệt ở vai trò xạ thủ khi mà chúng ta có đó là Leslie. Trước đó là Leslie đúng không anh em? Leslie được buff một cách cực kỳ kinh khủng khi mà bây giờ bất kỳ phát bắn nội tại nào của cô nàng này đều có cái tỷ lệ chí mạng sát thương chuẩn. Và bên cạnh đó là Leslie được buff đến cái mức mà cô ta được trao cho cái trang phục hội viên đánh sao hàng năm ưng nhãn xạ thần như anh em có thể đang nhìn thấy. Và sau thời đại của carry là đến sau thời đại của Leslie là đến thời đại của carry, khi mà carry ở thời điểm hiện tại có được cho mình đó là cái nguồn sức mạnh cực kỳ khổng lồ đến từ bộ ba trang bị gậy như ý, kiếm diệt quỷ và lưỡi hái ăn mòn. Đấy, cho nên là ở trong trận đấu này, mặc dù là ở meta hiện tại cái thời đại của Leslie đã xuống rồi và thời thế kỷ nguyên của carry đang lên ngôi khi mà bất kỳ trận đấu nào carry cũng đều có anh em ạ. Nhưng ở đây là mỡ tạm thời gián đoạn bởi vì đang là dồn sát thương đến từ cái vị tướng Hilda. Hilda muốn đi vào bụi để có giáp ảo và kèm khả năng hồi máu. Mỡ biết điều đó cho nên mỡ lùi lại một nhịp, sau đó dùng cái bắn tỉa cực đại để đẩy Hilda đi một đoạn và sau đó là solo kill vào vị trí của carry. Carry ít máu, khả năng cao sẽ lùi về, nhưng mỡ nhanh tay hơn, một tình huống tốc biến vào trụ và đó là mạng thứ hai đến từ top mỡ ở đường trên anh em ạ. Đấy, lúc nãy là mỡ đang định nói với anh em rằng là cái thời đại của Leslie đã qua và kỷ nguyên của carry đã tới khi mà ở meta hiện tại sở là người chơi người ta pick carry. Nhưng anh em đừng quên rằng nếu như mà nói về khả năng đi đường thì Leslie không hề ngán carry một chút xíu nào cả, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Và trong video clip này mỡ sẽ chứng minh cho anh em điều đó. Nhưng ở đường trên một tình huống đổi mạng giữa Hilda kèm theo đó là Xbox, nhưng mỡ rất nhanh tay có được mạng đến từ vị trí của Roger, người chơi đi rừng bên phía của team bạn cũng đã phải lên bảng điểm số. Và carry ở đây thì không thể chạm được vào mỡ. Ở giai đoạn đầu game thì mỡ nghĩ là mình sẽ solo 1v1 với carry cơ anh em ạ. Nhưng ở giai đoạn đầu game đó là một tình huống lấy 2-2 khi mà mỡ và Angela đối đầu với cả carry và thêm vào đó là Hilda, nhưng đã có sự thăm nom đến từ Roger ở đường rừng. Đấy, và mỡ không biết rằng là team bạn ở trong trận đấu này còn ai lên nữa không, nhưng đây lại là một tình huống nhau lên đến từ vị trí của đó là Hilda và thậm chí thêm cả Sicilian. Ui, bây giờ là 2-3, lúc nãy suýt là 2-4 rồi, sau đó là 2-3 khi mà team bạn lên đường trên. Có vẻ như là họ thấy carry đường trên hơi khó thở nên thăm nom hơi nhiều. Băng trụ đến từ đó là Hilda. Hilda muốn bổ vào mỡ nhưng có sự nhập hồn đến từ Angela. Mỡ sẽ nhồng lên ở trong cái tình huống này nha và bắn vào vị trí. Ôi sao ở đây lại có con carry này? Ui, carry mở phần chấn à? Không, carry bắn thường anh em ạ. Một tình huống mà mỡ đã dùng hết skill mất rồi. Và như vậy là carry cũng đã hạ gục đi được mỡ. Một tình huống mà có thể nói carry team bạn đánh rất nỗ lực. Nhưng nói thật với anh em là carry nếu như mà muốn được giành chiến thắng trước Leslie thì chỉ có thể giành được chiến thắng trước những cái tình huống mà có thể tập kích bất ngờ và gây sát thương thôi. Trước cái con carry này nhá, nó có rất nhiều điều kiện có thể giành được chiến thắng trước Leslie. Nó né được phi tiêu bóng ma của carry, vốn là một cái kỹ năng rất dễ né nhá. Và nó né đi được những cái, nó thối lui khỏi những cái tình huống bật chiêu cuối của Leslie, à của carry. Và sau đó nó quay lại nó bắn thì lại một lần nữa team bạn lại cử Roger lên để ganh mỡ.
Trận đấu này họ đang chăm sóc cho Kerry rất nhiều. Mỡ lùi lại được nhập hồ đến từ vị trí của Angela. Angela rất nhanh tay và kết liễu đi được. Đó là người chơi xạ thủ bên phía của team bạn. Và đâu người chơi đi rừng bên phía của team bạn và mang về mạng thứ tư của mỡ có được ở trong trận đấu này. Về cơ bản, cái con Leslie nó có rất nhiều những cái kỹ năng có thể đào thoát được khỏi những cái sự truy kích đến từ các thành viên bên phía của team bạn. Và mặc dù kệ Leslie ở thời điểm hiện tại nó yếu đi rất nhiều rồi, nhưng nó chỉ yếu so với cái phiên bản của nó cách đây mấy tháng thôi anh em ạ. Còn thì nó vẫn rất khỏe bởi khả năng gây ra thường chuẩn như anh em có thể nhìn thấy. Bắn liên tục và quay đi quẩn lại phút thứ tư. 5 mạng hạ gục ở đường trên. Đường trên đánh nhau rất là nhiều. Anh em cứ thử tưởng tượng mà xem, 5 mạng hạ gục, 3 mạng hỗ trợ và chỉ phải lên bản điểm số 1 lần. Tất cả những điểm nóng giao tranh ở trong trận đấu này đều tập trung ở đường trên. Và team bạn vì họ để thua quá nhiều ở đường trên nên bắt đầu tạo ra được một cái lợi thế chênh lệch về chỉ số mạng hạ gục anh em ạ. Bây giờ Kerry gặp mỡ là chỉ có tiền đình mà thôi. Cái con Kerry nói thế chứ nó có rất nhiều những cái vấn đề để mà solo được với Leslie ở giai đoạn đầu game anh em ạ. Thứ nhất là tầm bắn của Kerry ngắn. Thứ hai là bộ kỹ năng của Kerry gần như là bị Leslie outplay hoàn toàn. Đấy, bởi vì Leslie tầm bắn xa và khi mà Kerry mở khóa kép thì Leslie rơi vào trạng thái ẩn thân. Kerry không bắn được và lúc đó Leslie hoàn toàn có thể lùi về để chờ khi mà Kerry hết chiêu cuối. Tức là nếu như mà chúng ta tính theo cái kiểu solo 1v1 không chạy thì con Kerry nó ăn, nhưng đó chỉ là cái điều kiện duy nhất cũng như là cái thể lệ duy nhất để mà Kerry có thể solo thắng Leslie mà thôi. Còn Leslie kiểu nào ngoại trừ cái việc solo 1v1 không chạy, nó cũng ăn con Kerry anh em ạ. Tầm bắn dài hơn Kerry này, có cho mình đó là cái chiêu 1 né đi skill của Kerry này, dùng lựu đạn chiến thuật để tạo khoảng cách Kerry này. Và nếu như mà hết máu Kerry có ý định lùi về thì con đó là cái bắn tỉa cực đại để mà có thể kết liễu đi được, đó là Kerry. Kerry là một vị tướng xạ thủ rất mạnh ở thời điểm hiện tại, nhưng nếu như mà đối đầu với cả Leslie thì cái tỷ lệ nó chỉ rơi vào khoảng 60-40 mà thôi. Nhưng và dĩ nhiên là 60 thuộc về cho Leslie. Đấy anh em thấy không ạ? Không bắn được một phát nào, bây giờ mới bắn được thì lúc này nó đã là cái kết rồi. End game đến từ vị trí của đó là Kerry anh em ạ. Và dĩ nhiên trong cái tình huống vừa xong là mỡ còn có một cái sự đi loanh quanh gây ra cái sự khó chịu đến từ cô nàng Angela nữa. Trận đấu này đường trên là mỡ thống trị. Có mặt ở đây là cái vị tướng Roger. Không đánh được bạn ơi, sao nhập vào mỡ sớm thế. Để cho Roger nó vào đã. Đây bây giờ bắt đầu đánh này. Bắt đầu đánh này. Bắt đầu bắn tiệc cực đại này. Một viên này, hai viên này, ba viên này. Ô, Roger tạo ra bảo rồi, cho nên không kê liệu đi được Roger. Thôi không sao, thế thì lên đường trên nhỉ. Bắn vào cái con bùa đỏ cho nhanh đến từ Xbox này. Sau đó lên đường trên này. Một bắn vào người của Hilda này. Vẫn tiếp tục bắn này. Ô, chưa kịp dồn thêm đam thì Hilda đã lên bảng điểm số. Trận đấu này tỷ số nó bắt đầu giãn ra rồi. Nhưng đến thời điểm hiện tại anh em có thể thấy được rằng là cái con Kerry gần như là rất khó để chơi lại Leslie. Mặc dù Leslie bị giảm sức mạnh. Xin lưu ý với anh em rằng là cái con Leslie này nó bị giảm sức mạnh, nhưng là giảm sức mạnh so với Leslie vài tháng trước, chứ không phải là so với những cái vị tướng xạ thủ khác. Bởi vì Leslie về late game nó vẫn cực kỳ khỏe với những cái phát bắn chí mạng xa thường chuẩn của mình. Và ở trong trận đấu này là mỡ mang đến cho anh em cái set đồ mà top 1 Leslie Global hay lên. Đó là cái set đồ anh em có thể nhìn thấy anh ta cầm thẳng cho mình, đó là cái chiến sĩ Berserker. Sau đó anh ta lên hai món trang bị hỗ trợ là cái món trang bị ở đây. Là ôi từ từ khoan, một tình huống tốc biến để lùi về tránh khỏi tầm gây sát thương đến từ Kerry. Và sau đó quay ngược trở lại dồn sát thương Kerry lên bảng điểm số. Mạng thứ 8 đến từ top mỡ và team bạn mất 3 thành viên ở trong tình huống vừa xong. Đấy, cái set đồ này là cái set đồ mà anh em có thể cân nhắc, bởi vì đây là cái set đồ mà top 1 global kè Leslie lên với cái chiến sĩ Berserker lên trước. Sau đó lên hai cái món trang bị phụ trợ, đó là cái đôi giày đỏ để giảm thời gian hồi chiêu, giúp cho Leslie có thể thi triển được kỹ năng nhanh hơn, giúp cô ta rơi vào cái trạng thái chiêu 1 ẩn thân và kích được cái sát thương chí mạng chuẩn nhiều hơn. Sau đó là cái trảm phong kiếm, tiếp đến là ba món trang bị đam là cái vô tận chiến thương, cái gươm thất hại và sau đó là cái gươm tuyệt vọng. Về late game chúng ta hoàn toàn có thể bán cái đôi giày đỏ đi để lên thêm một cái gươm tuyệt vọng nữa, hoàn thành set trang bị của đó là Kerry ở giai đoạn late game. Lưu ý nha, late game anh em ạ. Ok, và bây giờ thì khi mà anh em đã xây dựng và đã tạo nên một cái con Leslie nó khỏe đến là như thế này rồi ý, thì tất cả những cái phần còn lại của trận đấu này đó chỉ là anh em di chuyển đi tìm mục tiêu, chọn mục tiêu để bắn. Lưu ý là phải giữ khoảng cách anh em nhá. Rồi, không có ở trong bụi này. Mỡ hình như là phát vừa. Hóa ra phát vừa xong mỡ chưa đi vào bụi à? Mỡ cứ tưởng là cái hiệu ứng hoạt cảnh như vậy là đi vào bụi rồi cơ. Cho nên là thôi không sao, không canh đi được Kerry. Kerry tình huống vừa xong cũng khá là tim đập chân run thình thịch thình thịch thình thịch đấy. Bởi vì là cái tình huống vừa xong nếu như mà mỡ mà là Kerry là mỡ bật chiêu cuối lên để mà mỡ bắn luôn rồi đấy. Nhưng mà Kerry rất tỉnh táo, Kerry rất gọi là có được một cái đầu lạnh. Đường trên thì Kerry vẫn cố gắng farm, nhưng mà càng về late game thì Kerry càng thua Leslie.
Khẳng định với anh em luôn, về lên game carry không có cửa với Leslie luôn. Bởi vì tầm bắn của Leslie là xa, cung thần phong carry cũng không cao tờ được. Cho nên nói với anh em là ở giai đoạn đầu game và giữa game, may ra con carry này nó ăn được cái con Leslie thôi. Nhưng về cuối game là auto thua. Khẳng định này, một bắn này, đấy, không được chơi đến từ carry. Carry lại còn bị mỡ đột kích bất ngờ. Một bắn cấu đi rất nhiều máu của Hilda. Và Hilda lên bảng điểm số phút thứ 10, 10 mạng đến từ đó là cái con Leslie này. Anh em cứ an tâm, nếu như mà team bạn có carry thì anh em đừng sợ, bởi vì meta hiện tại sơ hở là pick carry. Nhưng nếu như anh em lựa chọn Leslie thì anh em hoàn toàn có thể đảm bảo được một cái giai đoạn late game có lợi dành cho các thành viên bên phía của team anh em. Nhưng có một cái vấn đề, nếu như mà muốn đối đầu và giành được chiến thắng trước carry hoặc là Leslie, nói chung là hai cái con này 19-10 anh em ạ, thì anh em lưu ý rằng là hai cái con này anh em cần phải chú ý là bảo đồng đội anh em đừng feed quá. Để hai con này về late game, nếu như mà đồng đội của anh em nhá mà đánh ok giữa game có thể kết thúc trận đấu thì carry có phần nhỉnh hơn. Nhưng late game carry auto thua Leslie không nói nhiều. Và đây là một tình huống giao tranh một pha tốc biến với theo để mà bắn vào Roger nhưng không thành công. Phía đằng sau mỡ đang thấy có Châu, Châu anh ta đang dồn sát thương vào ban mình nhưng anh ta không đủ đam, anh ta bị ban mình đập hủy diệt và hư vô. Một tình huống đập dọa dồ đến từ đó là ban mình. Mỡ đang truy kích vào cái vị tướng Châu, ẩn thân vào bụi, một pha bắn Châu có lẽ anh ta đang dình trước. Nhưng vấn đề đây là tay anh ta chậm hơn so với mỡ, mà tình huống vừa xong chậm hơn anh nhanh hơn chả giải quyết được vấn đề gì cả. Bởi vì Châu anh ta sẽ cần phải thi triển một cái thức nào đó để mà phá vỡ cái ẩn thân đến từ tô mỡ đấy. Sau đó thì anh ta mới có thể đạp chiêu cuối được. Đấy là trong trường hợp anh ta có chiêu cuối, còn không thì anh ta tiền đi. Đứng trên, một bắn này, hai bắn này, ba bắn, tính thêm cả bắn thưởng là bốn bắn. Hilda lên bảng điểm số gần như là vô đối về giai đoạn lên game, đó chính là carry. Nói chung là cái con carry này cá nhân mỡ cho rằng nó sợ những cái vị tướng kiểu như là Kling ý. Kling thì con carry sợ, Kling thì con Leslie sợ anh em ạ. Nhưng mà hầu như nếu như mà anh em chơi cái con Leslie này mà khéo ý thì nó sẽ mang đến đấy, như anh em có thể nhìn thấy. Đôi khi carry không thấy anh em đâu cả mà anh em bắn cho carry tiền đỉnh luôn. Nên nếu như mà anh em thấy team bạn có carry thì đừng ngần ngại pick Leslie, nhưng đã biết chơi Leslie thì phải biết farm. Cố gắng sống hèn, sống mọn ở giai đoạn đầu và giữa game để mà cuối game chúng ta xóa, anh em hiểu không ạ? Chứ cái con Leslie này mà... À, một lưu ý nữa là đừng bao giờ bắn 1v1 với carry nha anh em nha. Và đây là giao tranh cuối cùng, mỡ kết liễu đi được đó là carry. Sau đó ở đây là Roger, trước tiên là bắn vào Châu đã, kết liễu đi được Roger. Double kill, triple kill. Carry lên bảng trước đó rồi, Hilda cũng bay màu trước đó rồi. Một bắn cấu đi nửa cây máu của đó là Sicilian. Và kết liễu nó Sicilian, mây niệm dành cho top mỡ và đội bạn đầu hàng luôn không nói nhiều. Như vậy là kèo đấu giữa carry và Leslie phần nào đó nó cũng là ổn anh em ạ. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.